Đúng. Xui thôi. Một lát nữa tại xui thôi. Đâu chị mới biết tại biết mà. Xui thôi. Lát nữa nó sẽ thẳng ra. Cái này đó. Nhưng mà bây giờ nó vô mét xíu ra có phòng. Nhìn thẳng là mày. Là không phải được thừa chúng ta cũng không luôn. Thì khi gỡ ốc lô ra thì tóc chúng ta sẽ có một cái độ phồng nhất định. Và sau khi chúng ta cảm thấy không cái kiểu này thì chúng ta có thể làm một kiểu khác. Như là nhẹ qua hai bên. Đây, mái râu cá chê. Còn nếu như cảm thấy mà không thích cái mái này thì chúng ta có thể kéo thẳng nó xuống bằng cách lấy cái ốc lô. Đẹp như thế này. Đây là một cái mái. Nếu mà thấy mà quấn vô mắt nhiều quá thì chúng ta sẽ kéo thẳng xuống sống mũi luôn như vậy. Còn nếu không chúng ta có thể chạy mái xéo một bên. Đây. Đó. Rất là tiện lợi đúng không? Kiểu nào cũng đẹp cả. Còn nếu mà không thích nữa thì chúng ta nên lấy kéo cắt bỏ luôn. Bây giờ làm sao? Đúng rồi. Chúng ta có thể thấy không ổn thì chúng ta nên kẹp lên luôn. Đó. Đẹp như vậy là đẹp nhất. Ok.